Chúng ta chia tay đi. Em không thể. Em không làm được. Chúng ta làm như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả. Em sẽ cẩn thận, không bao giờ tới gần chị ý. Em không đòi hỏi gì hết. Chỉ xin anh đừng bỏ em. Ngay từ đầu em đã sai. Em yêu một người đàn ông có vợ. Em đáng phải trả giá. Nhưng em không thể sống thiếu anh được. Anh cảm ơn những gì em đã dành cho anh. Nhưng thực sự, chúng ta không thể tiếp tục được. Hãy hiểu cho anh. Cùng với việc chuyển nhượng 50% cổ phần của tôi cho con rể, tôi ủy quyền cho con rể tôi thay tôi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền lợi tại công ty. Tôi cũng nhiều tuổi và không có điều kiện đi lại. Tôi cũng mong là Hưng sớm có quyết định bổ nhiệm giám đốc điều hành mảng thiết kế của công ty. Tôi hy vọng cậu Hưng sẽ đảm nhiệm tốt công việc của công ty. Công ty trông cậy vào thế hệ trẻ. Anh ạ. Chào anh. Bao giờ thì anh vào lại trong kia? Tôi ra đây chỉ có mỗi một việc này. Giờ xong rồi thì tôi chào vào. Chúa. Con chào bố. Chúng tôi vừa nhắc đến cậu. Việc bổ nhiệm giám đốc sẽ hoàn thành vào cuối tuần này. Chào cảm ơn chú. Con cảm ơn bố ạ. Con đưa bố về luôn nhé. Thôi thôi, con cứ lo việc đi. Lan sẽ đón bố. Dạ vâng, con chào bố. Ta đi. Vâng. Bố không có con trai, nên mọi thứ của bố sẽ để cho anh. Cả quyền quản lý chi nhánh phía Nam, mai mốt cũng bàn giao cho anh. Hình như công việc ở đây cũng sắp hoàn tất. Chị đến có việc gì? Có vẻ như anh Hưng không thể làm được những việc cần làm. Ý chị là gì? Ý chị là em phải nộp đơn thôi việc tại công ty. Em biết. Chị căm ghét em. Và em cũng đáng bị mọi người lên án. Nhưng công việc là của riêng em. Xin chị đừng can dự được không? Đâu là công việc riêng của em? Chắc anh Hưng chưa nói cho em biết nhỉ? 25% cổ phần của công ty thuộc về cha chị. Ông vừa mới chuyển nhượng một nửa số đó cho anh Hưng. Với số cổ phiếu nắm trong tay, anh Hưng sẽ được bổ nhiệm vào vị trí giám đốc phụ trách mảng thiết kế. Chuyện này là... Giờ thì em đã biết vì sao anh Hưng muốn chia tay với em rồi chứ? Mà không, chắc chắn là phải chia tay với em. Em đã từng nói sẽ tự nguyện đứng đằng sau hạnh phúc gia đình chị vì em yêu anh Hưng. Vậy thì vì thứ tình yêu đó, em nên rời khỏi đây càng xa càng tốt.
Mời vào. Có nhất thiết phải làm như vậy không? Anh biết rõ câu trả lời mà. Chúng ta cần tách bạch rõ ràng giữa việc chung và chuyện riêng. Em là một kiến trúc sư có năng lực. Anh đang cố gắng đấu tranh để đưa em lên trưởng phòng. Đấu tranh? Ngay cả khi cái ghế anh đang ngồi và khối tài sản thừa kế đồ sộ từ bố vợ anh bị lung lay à? Em đừng chế giễu anh. Tình thế bắt buộc anh phải như vậy. Em hãy hiểu cho anh. Chúng ta không thể, nhưng em vẫn có thể ở lại đây. Anh hứa đấy. Ở lại? Rồi sao nữa? Anh sẽ bù đắp tốt hơn. Đủ rồi. Tuệ. Làm cái gì thế? Bẩn hết quần áo người ta rồi. Tôi xin lỗi. Lo mà dọn sạch mấy thứ rác rưởi này đi nhá. Sao hôm nay trời mát mẻ thế nhở? Tuệ. Tuệ. Em hãy ở lại đi. Anh sợ tôi thất nghiệp à? Không phải chuyện đó. Anh chỉ không muốn em ra đi vào lúc này thôi. Anh sợ mọi người nghĩ vì những chuyện đồn đoán không căn cứ mà anh bỏ tôi à? Anh yên tâm đi, tôi đã viết rõ trong đơn tôi việc rồi. Tôi có những khát vọng riêng mà ở đây tôi không thực hiện được. Tuệ. Em đang trách anh có phải không? Anh làm gì mà để cô ta trách anh vậy? Chị đến thật là đúng lúc đấy. Tôi đi đây.